Tôi không đổ lỗi sau thất bại, nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi. Ông nói sau trận thua Công An Hà Nội 1-2 ở vòng 5 nhóm đua vô địch giai đoạn 2 V-League 2023. Có nhiều nghi vấn ở đây, bởi trọng tài bỏ qua nhiều lỗi mà có thể chúng tôi xứng đáng được hưởng 11m và cả một số tình huống bên ngoài vòng cấm. Trận này, ban tổ chức thuê ông Songkran Banmikiat cầm còi nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra với trọng tài. Tuy nhiên, trên sân hàng đấy, trọng tài người Thái Lan vẫn gây tranh cãi khi không thổi phạt đền ở 3 tình huống cầu thủ Hà Nội FC ngã trong vòng cấm. Phút 60, Đỗ Hùng Dũng băng vào vòng cấm và va chạm với Giáp Tuấn Dương, nhưng ông Songkran cho rằng hậu vệ Công An Hà Nội đã chiếm vị trí trước. Phút 72, Kẻ ẩn ngã khi bị kẹp giữa Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dụng nhưng không có còi phạt. Ngoại binh của Hà Nội FC đập tay xuống sân liên tục thể hiện sự bức xúc. Đến phút 83, Phạm Tuấn Hải bị Hồ Tấn Tài đá vào chân trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng không cho rằng đó là lỗi dẫn tới phạt đền. Trận đấu trên sân hàng đấy chật kín khán giả, nhiều cổ động viên thậm chí không thể vào sân. Và trong không khí cuồng nhiệt, hai đội bóng thủ đô trình diễn một trận đấu căng thẳng, rượt đuổi tỷ số. Công An Hà Nội mở tỷ số trước với pha đánh đầu của Gustavo Henrique ở phút 16, nhưng chỉ 7 phút sau, Zevetiovic gỡ hòa cho nhà đương kim vô địch với cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Philip Nguyễn. 2 phút sau khi vào hiệp 2, Công An Hà Nội lại vượt lên. Đoàn Văn Hậu đập nhả với John Pri rồi tạt vào cho Gustavo Henrique băng lên đệm bóng tung lưới Bùi Tấn Trường. Sau bàn thua, Hà Nội FC tấn công dồn dập. Họ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng rồi Lê Xuân Tú đều kết thúc thiếu chuẩn xác, nên không có bàn gỡ. Thua 1-2, nhà đương kim vô địch mất ngôi đầu vào tay đối thủ cùng thành phố với 2 điểm ít hơn. Tôi thấy tiếc nuối, huấn luyện viên Bandovic nói thêm. Đầu trận, đội chơi không tốt, nhưng sau bàn thua thứ nhất, chúng tôi đã tốt hơn và có bàn gỡ. Thật tiếc khi thủng bàn thứ hai ngay sau giờ giải lao. Hà Nội FC sau đó tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Đối thủ tập trung số đông phòng ngự, còn trọng tài thì có nhiều dấu hỏi. Cuối trận đấu trên sân hàng đấy, cầu thủ Công An Hà Nội nhiều lần nằm sân câu giờ. Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại thậm chí chạy vào sân đá bóng, gây bức xúc cho cầu thủ Hà Nội FC. Khi được hỏi về chuyện đối phương câu giờ, huấn luyện viên Bandovic cho hay, trong bóng đá điều như thế có thể diễn ra vì kết quả. Nhưng tôi không bao giờ thích như thế. Người hâm mộ đến xem bóng đá luôn muốn xem bóng đá đẹp. Tôi muốn cầu thủ chơi tới cùng, nhưng có lẽ cũng vì áp lực kết quả mà đối thủ mới làm vậy. Bên phía Công An Hà Nội, huấn luyện viên trưởng Flavio Cruz không có trong ban huấn luyện. Người thay ông trực tiếp chỉ đạo là giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Trước đó, trong trận thắng chủ nhà Nam Định 2-1, huấn luyện viên trưởng của đội bóng này cũng chỉ ngồi trên khán đài dù không chịu bất cứ án phạt nào. Điều này làm dấy lên nghi ngờ ông Cruz bay ghế vì đội chỉ thắng một trong 5 trận trước đó.